thương điệp chào pin nọ thương điệp. Video này ní là xong Mỹ cùng cảng chuyển và bạc bà áo á kỳ pin nọ đã dự số hạ then đàn tính cố chị em xong Mỹ mưa thon đàn tính lề trong quá trình thon lề cùng cùng bạc bà áo á lề cùng nhắn tin cùng gọi điện mi bạc lề nhắn tin mi bạc lề gọi điện đấy lề cùng mi like vấn đề nghe vấn đề đầu tiên ý lề vẩn lề nghe chỉnh dây đan lề văn con lề xong Mỹ cùng cùng hướng dẫn ý cảm ơn nó giá lề một số bà báo á lại cùng chắc giá tỏ nhang nghe ứng dụng này nữa nhang đỡ nghe quyển sổ của chị em xong Mỹ ní thế mình nghe phần nữa lề hướng dẫn chỉnh dây đan quá nghe ứng dụng này lề gọi là ứng dụng partner tuner thế là nắm chữ tiếng Việt mà là tiếng Anh đấy lề nghe ứng dụng này ní lề nắm chữ ở cân hấu tổ chắc luôn tại vì tại mà lề nắm chữ cả dùng đấy luôn tại mà ní lề lâu nhang vẫn hết kỳ nghe thao tác không cơ đấy ví dụ nữa cái này là xong Mỹ hướng dẫn tèo hợp pin nọ văn có ý là kỳ pin nọ xong Mỹ là hết hướng dẫn bằng nghe video ra tổ lề một số bảo báo á là cũng chắc đấy tại mà đúng chắc tổ lề một số bảo báo á là chẳng chắc thao tác tại mà giá tổ chẳng chắc dùng lề nữa tại mà tại nghe ứng dụng này mà điện thoại của lâu lề test sẽ hiện khuyến nghe màn hình bên này đấy test sẽ hiện khuyến màn hình bên này lê pin nổ bấm khi test hiện khuyến nghe màn hình khuyến này mà ra là test trang bị son là xịt đô lên mí nữa test mi nghe chữ a b c d là thôi lê pin nổ bấm khẩu nghe chữ y nghe có này bé bấm khẩu nghe chữ y nghe có này bé là test sẽ hiện khuyến ma hở pin nổ kỳ dòng lê trong khi đó là test mi nghe chữ nốt tích này mình nghe dòng nữa lê mi nghe chữ nốt tích này đấy hình như là nghe dòng thứ tài nhì đúng không ấy tại như tại sao con định là pin nổ cứ đọc của bấy mình cái trừ tông ngày xe cú bài cú pin nổ xong Mỹ in chỗ này nị là pin nổ bấm nghe này bấy bấm khẩu nghe nó tách này bấy xong là ta sẽ hiện ó nghe màn hình em là ta sẽ hiện khuẩn mi nghe dòng nâng là mi dòng mình nghe dòng nâng là ABC nhà mình nghe dòng nâng là đô rê mí là pin nổ bấm khẩu nghe dòng đô rê mí mà là màn hình ta sẽ hiện khuẩn son la si đô rê mí hợp pin nổ nữa đấy lúc tí lê ok lê xong này đấy à, bấm khẩu đồ đấy mí mà pin nổ thoát đóng màn hình bay thoát đóng màn hình bay xong pin nổ khẩu tèo mới lê test sẽ hiện khuẩn bài ăn dòng son la si đồ đấy mí đó lê bắt đầu là pin nổ chính đó nó lê bắt đầu pin nổ chính này chính lê lâu hải thon điều rê son ấy tăng bốc ấy lê ngắm thon là pin nổ chỉ thon điều rê son thôi chẳng son để điều son đô nó lê son có nghĩa là son son rê ấy đấy lê pin nọng chỉnh dây đan lúc đầu nít cứ chỉnh dây đan son son rê con hở tới đúng con đấy để bắt đầu pin nọng bắt đầu khẩu tập nữa đấy chỉnh dây đan xong trắng tập đấy đấy nhà nghe ứng dụng đấy nít lê tải ma tỏ phải hết đúng thao tác không cơ năm chưa cả tải ma lê dùng để luôn tải ma giá lê vẫn nhăng khẩu bán hết tại mà lề test sẽ hiện khuyến màn hình mà bên này tổ test chẳng mi chữ son la si đô rê mi đâu test chỉ mi chữ a b c d thôi lề pin nòng bấm khẩu nghe chữ y này bên á nghe chữ y có bằng có bằng khóa đấy đấy lề bấm khẩu bay lề test sẽ hiện khuyến màn kỳ dòng lề mi nghe pin nòng tròn nghe dòng nốt tích mi nghe chữ nốt tích lề pin nòng bấm khẩu nghe dòng này bay xong lề pin nòng test sẽ hiện khuyến hở thông dòng em dòng nâng lề mi chữ a b c dòng nó lại mi chữ đô rê mí lê pin nọ bấm khẩu nghe chữ đô rê mí mà lê xong lê pin nọ thoát óc màn hình bấy gạt bấy thoát bấy xong tao lăng pin nọ tao khẩu nghe ứng dụng này mà lại bắt đầu là ta sẽ hiển thị ứng dụng này khuyến mà lê mi đầy đủ đó đấy lê văn này lê nọ kỳ pin nọ xong mì cũng hướng dẫn thử kỳ á gọi điện lê cùng hết đấy á lê cho nên là kỳ pin nọ xong mì trong cả nghe ứng dụng này tải ma lê mi lai bạc bảo á lê tải ma tổ chăng chắc thao tác đúng lê chăng chỉnh đấy nó lê cho nên là phải thao tác đúng kỳ bước hết lê chăng dùng đấy nghe ứng dụng này té rất chuẩn đấy cho nên là kịp bên đó xong Mỹ toàn dùng nghe ứng dụng này lê chỉnh dây đàn này té chuẩn hơn đấy nhang mình nghe vấn đề hết nó
nghe vấn đề em lê chỉnh dây đàn ấy lê bạc bà áo á chỉnh vừa vừa thôi hai chỉnh khẩn căng lại ấy lê nghe dây đàn thấy khát đó mi bà khát ra đó mi bà chỉnh dây đàn dây khát ra xong lại chẳng chẳng gọi điện cả lan ơi ăn dây đàn lại dùng nghe dây kiểu blue dây cải lối dây én lại dây thuốc bếp để mi đấy lê ăn thì lê xong mì tung tung phải xám bài bạc bà áo á sản xuất đàn chẳng chắc cơ tại vì nghe đàn ấy là tên mình tham nghe dây lề tham dây thì lề ăn kích thử ăn dây của tên này nắm cải tùng cắt liều nông nghe dây bằng nọt đi lại tệ anh hơn nhưng nghe dây tình trang cải nhất xong chẳng thương nghe dây dây bằng đỡ tham nghe dây tám cắn cho nắm 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 tùng cắt hải cải tùng cắt là đánh thế nắm 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 hay á đấy cho nên là chỉnh dây đàn là chỉnh tổ bảo bảo á chỉnh chỉnh ra để khử nó ta căng đấy căng lại là cái dây khác đấy đấy nhưng tôi nhận lại vấn đề vướng mắc lúc ngắm tập lúc đầu thứ nhất là chỉnh dây đàn thứ hai là phải phải luyện ngón xong trắng trắng khổ để bài hát đó hãy hãy bạc bảo á hãy bỏ cái bài luyện ngón mi để xít mi để son này yểm khẩu hát năm đấy nữa năm chữ bài ăn nốt chú tinh đan lại khẩu hát năm đấy và hãy thuộc kiểu son kiểu thuộc học vẹt đi là chỉ là đúng đầy bài tí thôi nhưng bài bài lắng lên nắm hát đấy nốt nhưng hãy hãy son bài bản từ đầu chí cuối đi là ý em hát bài hát từ đấy nó là nhăng vì vấn đề này em là vẫn nhăng mi nghe vấn đề em nghe vấn đề ăn bài luyện ngón cơ bản ý là khi bên đó sóng mỹ cũng đánh mũi tên khẩu mũi tên ó mũi tên khẩu là mũi tên khẩu khẩu là mũi tên to lông nhưng mũi tên ó là mũi tên to khứng đấy nó bên đó nó mi mũi tên là nó phải gạt đúng đó gạt nghe nhiều mưng này đúng đó bên đó phải cố gắng kiên trì phải tập lái ra đề nán nhưng hãy đam mê ý là ngài thôi lê xong mì cũng chắc cả bảy bảy bạc bảo á lê quyết tâm giữ đàn giữ sổ mà son ý lê cùng rất là đam mê à lê trắng giữ mà son cho nên là đã đam mê đi là son sẽ ngài hơn lê mũi văn lâu sẽ cắm cục đàn bây lâu tập ý nâng lê nghe mừng này té càng văn càng dẻo càng văn càng ón lê tức chẳng đấy nhưng bình đồng nó hải tức đàn ý phải tập chuẩn hợp tết tắm đầu nhưng hải tập năm chuẩn tầm đâu ý em tròi khó đấy vơ tròi khó cực kỳ vơ lúc con lề nòng tung phe chỉ cắm đan nắm chắc cắm xong rồi cắm lù tăng nghe bên này đấy cắm đan hải cắm đan lề lù bên phe là ý em lâu tập kiểu bên phe khó đấy lắm á là phải tập chuẩn ngay từ đầu luôn họ té quen ngay từ đầu luôn cho nên là lê tập ăn món tàu phê thon ăn món tàu phê tôi phải thon chuẩn từ đâu nhưng hãy lúc đầu thon sai cho lê ý em phải thon tèo mới khổ lắm đấy lúc tức đan ý lê nghe niều mừng bảng thoát này nè nghe niều gầy đan ý lê bạc bảo á năm để cắt lịp mừng đó năm để cắt lịp mừng tỉnh lái đó có nghĩa là lâu phải ổ thay xít đó lâu phải ông thầy xít nữa mà lúc lâu tức đàn ý lê té sẽ bật để nghe tiếng đàn nó té hay hơn nhưng hải bảo bảo á cắt bê cụt liều vơ hải cắt cụt với liều lê tức đàn nắm khẩn vơ đấy tức đàn té nắm mong đấy vơ lê té sẽ tức té sẽ khẩu ý nửa đấy mà lê ăn đàn té nắm bật để nắm đấy bật để khẩn ấm đấy cho nên lê xong mì chia sẻ hở và pí nòng lâu bảo bảo á lê nghe điều này nị lê luôn luôn ô lệp mừng thấy ý nữa đấy ô lệp mừng ô thấy ý nên nổ tôi bố chắc ô thấy còn hư tổ lê ô thấy ý nữa ra để cắt cụt liều và cùng ra để ly lại đánh to khó tức to khó nhưng hãy cắt liều đấy cắt cụt liều đấy lê tức đan để ta sẽ nắm mong đấy đấy vâng đấy vì nổ chứ nữa nhưng đợt này nị lê bảo bảo á dự số và kỳ bên đó sóc mỹ nị lê dự quyền này lê đấy tặng thêm quyền hết đấy quyền này lê cùng mi xếp hạ bài hát then phổ biến hay đấy lê bài hư lê kỳ bên đó sóc mỹ cùng đánh nhạc kèm theo lời liệu nữa bên đó nữa tăng quyền này nữa quyền hư tôi đánh nhạc kèm theo lời liệu
ấy nhằng bạc bà áo á vì nó cần hơn dự đợt đâu chăng đấy tăng quyền ấy nị chăng đấy tăng quyền ấy nị là kỳ pin nổ xong Mỹ sẽ khuyến kế hoạch là tặng hở pin nổ tốt lắm cần hư cần thiết cần hư cần lẹp kỳ pin nổ sẽ phá hở tối nhằm mình lại vấn đề tối nhằm mình lại vấn đề tỏ lệ nổ cũng nắm chứ để liệu tỏ lệ kỳ pin nổ xong Mỹ cũng rất là lo lắng bố chắc cả pin nổ dự số mà lên thon đấy bố đấy và thon bên lư trong nghe quyển sổ của chị em xong mình ý lê cũng đã soạn rất là chi tiết ra đính của bấy là chỉ việc thon từng bài một thao tác từng bài một thực thực hiện thực hành theo người quyển sổ này lý lấy đúng đấy đấy nhăng hát ý là nhưng hát này là thử tông giọng hát cú từng cân ý lê bạc bà áo á cứ chỉnh tông đàn khẩn cứ chỉnh khẩn tông đàn khẩn từng bậc thử nghe giọng của lâu hát đầy nghe mức hơn hát đầy dù nghe mức mức hơn lấy lâu sẽ tập mức đi đấy lâu sẽ chỉnh khẩn từng bậc nhé ví dụ nhé dây son lâu tăng khẩn quáng lắm lê dây thong dây tốt lắm tôi phải tăng khẩn quáng lắm tăng khẩn nem quáng lắm đấy nhang hải tăng khẩn quáng lắm vẫn hát vẫn trăng đấy vẫn trăng phù hợp và nghe giọng của lâu lâu tiểu tăng mớ hải tăng năm đấy là lâu giảm ngồi nghe giọng lâu hát dù nghe 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 tông giọng hơ lệ lâu sẽ tập nghe tông giọng ti nắp bị nóng đấy nhang mi lai bạc bảo á cả dự số tỏ lên nắm ông địa chỉ thế hử và cũng nắm đi số điện thoại gọi mà kỳ bên đồng xong mình nhắn tin là tung nắm bạc bảo á nắm nắm khẩu đọc nhắn tin là cùng hải bạc bảo á cần hơ mi nhu cầu dự số là hải nắm khẩu nhắn tin đấy nị là để lại nghe số điện thoại là kỳ bên đồng xong mình là gọi điện hử bạc bảo á tư vấn ngồi bạc bảo á chắc tích tức phải chăng chắc tức đan chăng và báo giá nghĩa sổ hứ bảo báo á là bảo báo á nhất trí ok là kịp bên đồng xong mỹ trắng trắng phá hơn nữa xong mỹ cùng càng chuyển ngoài luồng ý nữa nó ngoài câu chuyện thon hạt thét đã tính là chị em xong mỹ cùng càng chuyển ngoài luồng ý nữa là kỳ văn này nít là kịp bên đồng xong mỹ cả với quay nghề video giải trí hợp với nội chung nghe video họp bò khách khí đấy đấy tỏ lệ hà hoàn tay cả chị ạ duyên nghe vãi thì bảy lầu tết một đắt một đấy tất cả ngồi toàn khách khí rồi nhắn tất cả ngồi khách khí đấy mà kẹt bảy cân lái cân cảng đấy đấy phần lên xong bị trắng cả cả với hải hải bài pin nòng tất cả kẹt tết đá lấy lề tết trông tết xính lấy lề ăn tì lề gọi là mơ diễn thành công rồi đó mơ diễn thành công lề kịp biến động tết trắng cả tết trắng trắng nhập vai lề mơ diễn nhập vai mơ diễn thành công lề cái biến động tết trắng cả phải má lề biến động tết cả tết chế tình phim như là nhà ngoài đời á ơi ngoài đời lề dù tình phim là chết nghe sấy là chết toàn chết hoang ngót đấy bé bẩm lề tút tọt ông phải hỏng nhắm cửa đấy nắm hở chính lãi phí tiết kiệm đấy tỏ trong ngoài đời lề ngoài đời lề văn hớ hải chỉ hết ngày mà nắm mi nửa lề vấy tỏ nắm mi nửa rồi. Nấu phật món cái lắm mà toàn phật món muốn biết ăn đúc mình chứ đấy ngoài đời lề toàn chín nửa đặc heo bỏ chín tỏ đóng phim lề nghe sấy lề chia đôi nó bị đồng đó bé bẩm này tôi tọt đấy bé bẩm tôi tọt nhau bé bẩm đã kem mình theo cưa làm hàng nhám hết đấy nhang pin đồng cần hư nhang nắp chôm tiểu phẩm của kỳ pin đồng sắc mỹ diễn thêm mi hải nắp chôm đi lại kỳ pin đồng sắc mỹ sẽ đóng và sẽ quay thử pin đồng chôm giải trí sau giờ thon đàn tính
lê giải trí ý thôi, nhưng kỳ bị nóng xong mì lê cũng cũng rất là mong muốn bị nóng lâu cần hơi tổ thon đẩy đàn tính này đã giữ số mà ní lê phải thon đẩy lê lâu hưng hưng lê kịp biến động lâu giao lưu và cắn rồi bay văn nghệ rồi giao lưu và đỡ đỡ bản đỡ xóm đấy lê lâu cùng nhau giữ gìn bản sắc dân tộc tỉnh thôi nó biến động no kịp biến động sang Mỹ cũng rất là cảm bái và chắc ơn bác bà áo á biến động lâu lê luôn luôn yêu quý và quan tâm kịp biến động sang Mỹ kịp biến động sang Mỹ cùng cố gắng lê chắc ăn hư lê sẽ chia sẻ hở pin ăn tìm nhằng pin nòng dự số ma cần sam ăn hư lê pin nòng cứ gọi nắm ngại thắc môn nhằng xong mì lê cùng 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 nắm chắc lái đúng tỏ lê chắc ăn hư lê xong mì cùng sẽ chia sẻ hở pin nòng ăn tì hở pin nòng có thể là thon đàn tính có thể là nhanh nhất có thể đấy. Quá nghe video này ní lê bạc bà áo a cần sam ăn hư bạc bà áo a bị ý kiến lăng và bạc bà áo a cần pin nòng xong mì chia sẻ ăn hư lê bạc bà áo a cứ nhắn tin gọi điện nữa nay lê bạc bà áo a trái nữa xong mì so chào bạc bà áo a và pin nòng lâu.